Chào mừng các bạn đến với những bài học kinh doanh của Nguyên Lê Channel. Tiếp nối sự khác biệt, đó là sự tập trung. Đóng một phát chết luôn. Các bạn thấy rồi đó, học võ thì rất nhiều chiêu thức lăn lộn, múa may quay cuồng á. Nhưng mà trong thực chiến các bạn thấy các võ sĩ MMA thì sao? Đâu có thời gian đâu biểu diễn. Nên lớn quá cả chỉ chơi sơ hở 0,1 giây thôi, 0,01 giây là bạn bị ăn đòn liền và bạn nằm liền. Kinh doanh nó cũng như vậy. Có nghĩa là chúng ta đừng mong ước rằng nó có một cái nơi để chúng ta diễn, cái nơi diễn trò làm đủ thứ hết để không có ai thèm coi đâu. Đối thủ cũng đợi để cho bạn được phè phỡn như vậy đâu. Mà khách hàng cũng không nhiều thời gian để chiêm ngưỡng bạn như vậy đâu. Họ chỉ cần một đòn là quyết định. Cái chúng ta thiếu cái sự thông minh, mà chúng ta thiếu cái sự quyết đoán cho một sự tập trung. Có một anh bạn, anh từng nhắc mình một cái câu này nè. Hồi trước là mình nói mình có rất nhiều phương án để dự phòng. Xong rồi anh nói một câu à, Nguyên à, như vậy nó mới là một cái sự tai hại đó. Thì sau này mình mới nhận ra được đúng rồi. Chúng ta có quá nhiều cái option để chúng ta lựa chọn, thì chúng ta không biết lựa chọn cái gì. Và thật ra tâm của chúng ta, tâm và cảm xúc của chúng ta không dành trọn vẹn cho nó, thì chúng ta không bao giờ hết lòng cho nó được. Cho nên nguyên tắc thứ hai của sự khác biệt là sự tập trung. Các bạn biết cái đem lại được cho chúng ta cái sự tập trung là gì? Đó là một đòn quyết định. Bỏ rất là ít tập trung và chiến thắng. Cái thứ hai là cam kết hoàn thành tất cả những gì mà chúng ta đặt ra. Thông thường thì chúng ta mơ mộng mà, chúng ta có rất nhiều cái mục tiêu và chúng ta bị bỏ lỡ rất là nhiều. Có nghĩa là chúng ta làm tới khoảng 50-60%, thậm chí 80%, mà thậm chí có 90% nữa thì nó vẫn chưa gọi là hoàn thành. Cho nên chưa hoàn thành thì chúng ta còn bỏ dở, và càng ngày chúng ta càng nặng đầu với nó hơn, vì chúng ta không giải quyết được. Rồi, cái hay ở cái nguyên tắc tập trung đó là quản lý chi phí. Bao bì lên. Bây giờ ví dụ đi, giống như là mình có nhiều cái món hàng hơn. Bao bì lên, nguyên liệu lên, nhân công mới phải lặt vặt lên, kinh bán hàng lên, chi phí lên, mà cuối cùng là chúng ta không thu được, bởi vì cái lượng khách hàng không đủ cho nhu cầu đó. Có một câu nói rất là hay của Henry Ford là khách hàng muốn cái màu nào cũng được, nghĩ sao nó là màu đen thôi. Có nghĩa là ông ấy biết được cái trọng tâm. Hồi cách đây nhiều lúc mà Ford làm cái xe á, thì màu đen mới là cái màu thiết yếu, còn 10% còn lại là người ta cần cái màu khác đi theo cái hoa màu đen. Tại vì mỗi lần thay đổi cái công đoạn để sơn cái khác thì nó rất là phức tạp và cực kỳ tốn kém. Đó là chúng ta hiểu về, phải định được cái tư duy của chúng ta là phải tập trung, còn nếu không tập trung thì chúng ta không đi đến đâu cả. Con đường phải nhắm tới hướng và tập trung về phía nó. Các bạn biết cái con ngựa tại sao nó phải bịt mắt trong cái cuộc thi, nó bịt để chi? Nó tập trung về phía trước, nó không bị sao nhãng hay gì đâu. Đó, còn tư duy của chúng ta nếu không chấp nhận được cái tư duy này thì có lẽ là chúng ta sẽ vẫn đi về đến, nhưng mà chúng ta sẽ tốn thời gian hơn. Chúng ta sẽ bị vướng vào cái cảnh là bắt bướm hái hoa ven đường. Vì hát tướng hái hoa ven đường thì chúng ta sẽ đi trễ hơn người khác. Mà cái cuộc đua thì không dành cho những người đến sau. Châu trọng thì uống nước đục. Cho nên là kinh doanh nó cần đòi hỏi một sự mạnh mẽ và quyết tâm. Nó không có gì là hào hoa ở đây hết. Nó chỉ cần mạnh mẽ và quyết tâm. Rồi, sau cái vấn đề tư duy mà các bạn đã hiểu được chúng ta phải làm sao với vấn đề tập trung, thì làm thế nào để đi đến hành động? Cái nào này mới hay nè. Không với 1000 thứ hay ho khác. Đó là câu nói của Steve Jobs. Lúc mà ông nói chúng tôi, tại sao anh thành công này anh Kiều? Thành công này là chúng tôi phải can đảm đến nói không với 1000 thứ hay ho khác, quyến rũ bởi rất là nhiều thứ hay ho ở cuộc đời này. Có bao giờ bạn thích làm diễn viên không? Rồi thích làm ca sĩ, rồi thích làm nhạc sĩ, rồi thích làm họa sĩ, rồi thích làm bác sĩ, rồi người thấy người ta làm mọc thì cũng thích làm nghệ nhân, thấy người ta rang cà phê mình cũng thích làm rang, thấy người ta bán quán cà phê mình cũng thích làm quán, thấy barista mình cũng thích Nói chung là chúng ta rất thích nhiều thứ, bởi vì cái cảm xúc của chúng ta luôn luôn lay động và chúng ta không định tâm. Nên đầu tiên các bạn phải tập nói không với 1000 thứ hay ho khác. Và 1000 thứ hay ho đó nó đang hiện diện xung quanh cuộc sống của chúng ta. Mỗi ngày mà mở cái tin lên á, là một là
cái tin xấu thì mình không nói, nhưng mà những tin tốt, ồ hay quá hay quá, ồ cái này hay quá, cái kia hay quá, là khiến cho bạn phân tâm. Và hãy tập nói không với hàng ngàn thứ hay ho. Điều thứ hai là phải kiên định được giá trị cốt lõi. Và giá trị cốt lõi là gì? Bạn phải tạo ra một cái giá trị cốt lõi cho riêng mình, để khi khách hàng hoặc bất cứ ai nói về bạn thì họ nghĩ ngay đến bạn bởi cái giá trị cốt lõi đó. Nếu mà chúng ta thêm quá nhiều cái thông tin về phía xung quanh của chúng ta thì chúng ta bị rất là mệt mỏi, chúng ta vác rất là nặng. Ví dụ như là trở về với kênh YouTube của mình đi, giá trị cốt lõi của mình là gì? Giá trị cốt lõi của mình là chia sẻ kiến thức, kết nối mọi người. Chứ không phải là bây giờ mình cũng có, mình là người rất là lắng nghe, mình hỏi tất cả là các anh chị thấy mình có cần cải thiện gì thêm hay không, thì mọi người thường rất là nhiều ý kiến. Bởi vì rõ ràng nhu cầu là họ có rất nhiều, nhưng mà mình có thể đáp ứng được hay không thì mình phải chọn lựa một hai ý thôi. Chứ anh phải đi dã ngoại nhiều hơn, anh phải tương tác với khách hàng nhiều hơn, anh phải làm cho cái cuộc đó nó vui động. Đó là không có sai, hoàn toàn đúng. Nhưng trong phạm vi của mình như vậy thì mình tốn rất nhiều công sức. Mình thay vì mình phải dùng hình thức thì mình dùng nội dung. Cái nội dung của mình mà chạm tới trái tim của người ta thì chúng ta không cần phải phụ thuộc quá nhiều hình thức. Đó là giá trị cốt lõi. Bạn bán ly cà phê, bạn chỉ trọng tâm là mang ly cà phê đích thực, ngon, sạch, rẻ, thì bạn chỉ làm chuyện đó thôi. Bây giờ chúng ta cứ quay cuồng thấy cái quán nó cũng hay, thế là chúng ta đề co, chúng ta mua máy móc, chúng ta làm đủ thứ, chúng ta mướn nhân viên, training, đồng phục, everything, nhìn nó rất là hoành tráng. Cuối cùng là vỡ lẽ ra là nó sai giá trị cốt lõi. Sai giá trị cốt lõi, bạn mệt mỏi thì chúng ta bỏ dở giữa chừng, đầu tư nó lãng phí. Do đó cái bước thứ hai là phải kiên định với giá trị cốt lõi, tạo giá trị cốt lõi và kiên định với nó. Để đạt được cái sự kiên định đó thì điều nữa là bạn phải có một cái kiến thức chuyên môn. Chúng ta được đi học hết mà, đó là chúng ta học cái kiến thức nền. Nhưng mà thật sự cái nền giáo dục này cũng đưa cho chúng ta những cái kiến thức nền, nhưng mà nó cũng không nền lắm, nền thì nó không vững như đá. Cho nên thực ra thì các bạn phải nên học thêm, đọc thêm rất là nhiều sách để kiến thức nền nó vững chắc. Rồi kiến thức chuyên môn là tìm những cái nơi chuyên môn để học. Nhưng mà chuyên môn nha, chuyên môn thực sự chuyên môn. Bạn thích kinh doanh thì bạn học kinh doanh, bạn thích nghề nghiệp thì bạn học nghề nghiệp. Cái kiến thức chuyên môn giúp cho mình làm gì? Đó là sự vững tin. Khi mình vững tin vào một cái kiến thức chuyên môn, đó là cái nền tảng của cái việc kinh doanh hoặc cái cuộc sống của mình nó dựa trên sự hiểu biết của mình, thì lúc đó bạn rất vững chắc và vững tin. Thì khiến cho bạn vững tắc vững tin thì bạn dễ dàng kiên định với nó và kiên trì và tập trung để hoàn thiện nó tới cùng. Kỹ năng chuyên môn thì bạn cứ thấy như thế này. Thông thường thì để trở thành một bác sĩ thì người ta phải học 6 năm, rồi ta còn thêm tu nghiệp nữa. Thì nhưng mà nó bị dàn trải. Còn thực sự trong cái cuộc sống này, thực sự nếu bạn chỉ cần bỏ ra đúng 20 giờ liên tục cho một sự việc, đây là nghiên cứu rồi, bỏ đúng 20 giờ liên tục cho một sự việc thì bạn sẽ đạt được không phải 10 điểm đâu, mà đạt 8 điểm trong khung 10 điểm của sự gọi là perfect của cái nghề nghiệp đó, sự hoàn hảo trong cái nghề nghiệp đó. Với bản thân của mình thì mình nghĩ là đã 8 điểm là đủ lắm rồi. Chúng ta sống ở Việt Nam mà, không? Chúng ta cũng không phải theo cái hướng mà gọi là hàng lâm mà chính xác tuyệt đối. Chúng ta đáp ứng 8 trên 10 điểm là chúng ta đã vượt trội so với người khác. Đừng quá cầu toàn, hãy tập trung để cho mình đạt được con số ưu tiên mà an toàn nhất là con số 8 điểm, là các bạn đã thành công. Thứ tư đó là outsource là đi gia công ở bên ngoài, hoặc đi cần cái gì ở bên ngoài. Người Việt Nam thì hay có cái tư duy sở hữu là cái gì cũng muốn của mình hết, cho nó chủ động, rồi của mình mà, mua xe cũng của mình, mua nhà cũng của mình, nhân sự cũng của mình, cái lò rang cũng của mình, cái máy pha cũng của mình, everything là của mình hết. Thì bắt đầu cái gì cũng của mình thì nó lộ ra một cái bài là chi phí nó rất lớn, rồi cái quản lý con người để thực thi những chuyện đó quá lớn. Đó, chúng ta bắt đầu mất sức tập trung, bắt đầu mình mới đầu mở ra quán cà phê chỉ lo bán cà phê, xong bắt đầu phải lo rang, rồi rang đã, rồi rang cái bữa đực bữa cái, bữa cúp điện, rồi bữa nắng bữa mưa, rồi mệt mỏi, rồi bắt đầu chúng ta bị bỏ lơ cái việc pha chế. Cho nên để đạt được cái mức độ mà gọi là tập trung thì các bạn chỉ tập trung vô một công việc chuyên nghiệp của mình thôi, đừng cố gắng mở rộng ra. Cái gì mua thì mua, mà cái gì
thuê thì thuê, nhưng nên nhớ giúp mình một cái này mình thấy rất là quan trọng, đó là nếu chúng ta gắn quá nhiều với chữ thuê thì chúng ta cũng chết luôn. Ao sụt vài thứ mà chúng ta không thể làm được, sở hữu vài thứ mà chúng ta xem như là nó là giá trị quan trọng và hạn chế cái giá trị cốt lõi của chúng ta đến mức tối thiểu để chúng ta tập trung. Thứ năm là chúng ta phải có một cái bảng to-do list. Cái bảng to-do list là nó như thế này. Ví dụ như vậy, ngày hôm nay quay phim, ngày hôm nay tối qua mình dự rồi là quay phim, soạn kịch bản, quay phim xong rồi hoàn thiện trước 12 giờ, sau đó rang 200 kg cà phê cho khách hàng, sau đó chạy về để viết một cái status, sau đó rồi tiếp tục kịch bản cho ngày thứ ba, ngày thứ bảy tuần tới. Đó, thấy chưa? Các bạn luôn luôn có, và mỗi khi cái to do list này mà nó viết được rõ ràng và chừng mực thì khi các bạn gặp cái ví như này, các bạn gặp check bạn không biết rồi, cứ gặp cái là bớt được 10 kg nặng trong đầu, gặp cái bớt được 10 kg nặng trong đầu. Ôi trời ơi, cái cảm giác đó nó thật sự là nó thỏa mãn luôn. Còn ví dụ chúng ta tưởng mơ hồ, chúng ta không biết, không có tập trung, còn nhiều việc quá không biết sao đây, còn nhiều việc quá, nhức đầu quá, thì chúng ta chìm đắm trong một cái mớ hỗn độn. Hôm nay không xong, dồn tới ngày mai, mai không xong, nó dồn tới ngày mốt, mà việc nó trồng việc, để chỉ 3 ngày các bạn thôi, chỉ cần 3 ngày thôi là các bạn nằm trong một cái mớ hỗn độn rồi. Thì các bạn cần phải có một cái to-do list, thing to-do list để làm cho chúng ta có một cái nền tảng để giải quyết công việc hiệu quả. Thứ sáu, để gia tăng cái sự tập trung thì chúng ta cần phải có những cái câu hỏi nghịch. Câu hỏi nghịch là thế này: liệu cái điều mà mình sắp làm đây nó có thực sự là cần thiết? Điều mình sắp làm đây thì nó mang lại thêm khách hàng, doanh thu, hay là nó gia tăng chi phí? Rồi ai sẽ là người thực thi cái câu chuyện đó? Cho nên khi một cái quyết định của bạn, bạn biết không, 80, nhớ cho đến cuối đời của bạn, 80, tất cả chúng ta đều hành xử cảm tính, tất cả chúng ta đều hành xử cảm tính. Cho nên ai cũng vậy, ai cũng gọi là luôn luôn có cái lý do để biện hộ cho hành động của mình. Và ai cũng vậy thôi. Thì bạn cứ nghĩ, bây giờ bạn có nghe tôi thì bạn sẽ có lý do để biện hộ, mà bạn không nghe bạn cũng có lý do để biện hộ. Ai cũng có lý do cũng để biện hộ cho hành động của mình. Nói sự tập trung nghe kìa, à, tập trung chiều xong làm thoải mái, thích làm thích thôi, đó là bạn biện hộ. Còn bạn nghĩ đúng, ông nói đúng, tập trung là cần thiết, thì bạn lại theo cái hướng cảm xúc của bạn. Cho nên cảm xúc của chúng ta nó dẫn lối chúng ta. Nhưng để nó đạt được cái sự mà công tâm nhất có thể là nó sẽ đem được điều gì cho bạn khi bạn thực hiện theo nó. Đó là 6 cái con đường, 6 cái cách mình nghĩ cho các bạn. Và bonus thêm cho bạn một cái nữa, gọi là để tăng tính tập trung, thì nó có cái mô hình gọi là cái mô hình cấp bách và quan trọng. Có nghĩa là tính cấp bách và tính quan trọng. Thường chúng ta bị nhầm lẫn bởi cái tính cấp bách và tính quan trọng, thấy nó cần thiết nhưng nó lại không quan trọng. Cần là vì nó cần phải giải quyết liền, nó không quan trọng. Thì cái mô hình này các bạn sẽ thấy nè, bên tay phải phía trên đó là cấp bách và quan trọng, thì chúng ta phải ưu tiên để giải quyết trước. Ở dưới là quan trọng nhưng không cấp bách, thì chúng ta vẫn từ từ, đó là lộ trình lâu dài, định hướng lâu dài của công ty. Chúng ta có thể viết ra về từ từ, chúng ta từng bước step by step. Bên tay trái góc phía dưới thì chúng ta sẽ có là không cấp bách, không quan trọng, đi ao sụt ở bên ngoài hoặc là cái gì đó chúng ta không cần phải nhúng tay vào. Và phía trái bên tên cùng thì đó là không quan trọng và cấp bách, thì cho mấy đứa nhân viên hoặc là những cái dịch vụ ở bên ngoài họ có thể làm được tốt hơn. Chúng ta chỉ tập trung hai phía bên phải là cấp bách, quan trọng và không cấp bách. Đó là bản lĩnh của một người kinh doanh, chúng ta phải thấy được cái điều đó để chúng ta tập trung. Rồi, đó là bài học cực kỳ quan trọng, sự tập trung. Nhớ nghe, đấm một phát là chết luôn. Rồi, chúc các bạn một ngày vui vẻ, và đừng quên theo dõi kênh của mình vào 7 giờ tối vào 3-5-7 hàng tuần để nhận được nhiều thông tin về kiến thức kinh doanh hơn. Đó là bước đường chúng ta đi cải thiện cuộc sống. Xin thân ái, chào tạm biệt các bạn. Đừng quên nhấn like và subscribe.